Bye chị. Bye. Chưa quá trời cây con luôn nè, mai mốt nó nhảy nhánh ra ngay cuối đường lên nhà của mình đó. Mà đi thẳng lên trên đây là tới cái nhà hàng nè. Thank you very much. Sáng thứ bảy nè cô chú anh chị ơi. À, sáng nay Kim đang làm cái bánh rán này nè. Cái bánh rán này là Kim mua siêu thị người ta làm sẵn á. Về Kim chỉ để cho chảo, áp chảo lại cho nó nóng thôi mọi người. Xong rồi là ăn. Đây. Đây nè, nguyên một cái túi này nè, bốn cái rất là to luôn đó mọi người. Bự hơn cái bàn tay Kim luôn, chỉ có một đồng thôi cô chú anh chị. Rất là ngon ha. Kim đã cho bơ lên nè. Vậy thì Kim cho lên một ít mật ong nữa mọi người. Đó. Bữa sáng đã xong rồi đó, xin mời cô chú anh chị nha. Ly sữa của Chi đó cô chú. Kim thì có một cái ly cà phê. Hôm nay đi chơi. Xin chào cô chú hay Chi. Xin chào cô chú. Bây giờ ba Chi sẽ chở Kim đi vô cái shop này nè. Cái shop này bán dụng cụ đồ dùng gia đình và nói chung là bán đầy đủ hết đó mọi người. Bán đồ làm vườn rồi cây hoa cây cảnh gì đó. À, trong lúc Chi đi học nhảy tới 2 tiếng mấy lần thì Kim sẽ đi cái shop này mua đồ một chút nữa. Chi về thì ba Chi sẽ đón Kim sau. Thì Kim sẽ có 2 tiếng mấy ở đây vòng vòng ở đây uống cà phê, ăn uống gì đó hoặc là đi shopping gì đó. Chi đi học nhảy vui nha, ngoan nha. Đi học nhảy giỏi rồi, chút về nhảy mẹ coi nha. Honey. Okay. And over there they got Marks and Spencer's flannels. They got the coffee shop in Marks and Spencer's as well. Okay. Right. Now if you're gonna go in here and buy something, you need a basket or a trolley. Right. Okay. And you get them just as you go in there. Right. I'm gonna drop you over here where it's you know. In fact, I'll drop you here where it's easy to stop. Bye, Jay. Hoa hồng này 6 đồng một chậu nè cô chú anh chị. Cái này là cái hoa gì mà tới 16 đồng lần. Có hoa hồng gì đó không biết. Đây nè, cái hoa hồng này đẹp quá chừng nè. Cũng 16 đồng luôn. Bây giờ là đầu mùa xuân á cô chú anh chị, cho nên những cái vườn ươm cây giống này nè, người ta bán rất là nhiều cái loại giống hoa, cây giống nhưng mà cũng rất là đắt đó mọi người. Năm nay còn đắt hơn năm ngoái nữa cô chú anh chị. Ở bên trong đây người ta bán dụng cụ làm vườn nè cô chú anh chị, cái gì cũng có hết trơn á. Em đã mua xong rồi nè cô chú anh chị ơi. Bao nhiêu hoa đó, với lại có một cái bức tranh và một cái gói hoa nữa nè. Bây giờ đợi ba Chi đến đón về mọi người. Ở đây có cái Shikuzi nè, cái bồn tắm massage gần 7.000 bảng Anh đó mọi người. Tony đã tới rồi nè cô chú anh chị. Cái xe quá trời đồ luôn, cái xe đẩy của Chi trong đây nữa. Là mua ba mấy cái đồ mà quà Easter đó mọi người, giấu trong cái xe chưa lấy ra nữa nè. Lấy ra đem vô nhà là Chi nó sẽ thấy. Tại vì chưa tới ngày đó cô chú anh chị. Lâu chơi. Chơi. Chơi đi học nhảy về rồi nè ông bà cô chú. Hello Chi. Ủa, chào cô chú. Mở này ra đó hả? Về thôi. Má. Ta đi quận tắm thử. Ừ, nắng con không? Chi với ba bây giờ đi chạy xe đạp nè cô chú anh chị.
Trời hết nắng luôn rồi. Come here. Rock bag. Not me. Ôi. My helmet on. Hang on a minute. Look at all of this. Put your foot inside first. No, 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 don't push. Is that okay? It's not too tight. Is it okay? Bye, Jay. Bye. Easiest way. Mm. Oh, okay, okay, the leg, the leg, the leg. What leg? The leg, the bye leg. Bye, Jay. Hai cha con đi chơi đó. Ba chị chở chị đi vòng vòng. Đây cái hoa tulip nhà Kim nè cô chú ơi, ngày nào cũng muốn ngắm cái đi ra đi vô là ngắm thôi mọi người. Nó đẹp gì đâu luôn á, cái màu nó tươi rối luôn à. Ở bên đây nữa nè. Bên đây bữa nay nó nở nhiều lắm luôn. Đó, mấy cái bông màu tím tím đẹp quá chừng ha. Đẹp quá nè, quay gần. Này, mấy cái bông này nở lâu thấy ghê luôn á, mấy tháng rồi nè. Đây nè cô chú anh chị, Kim đã kéo cái sofa này vòng qua đây rồi nè. Để có cái không gian trống ở đây, Kim để cái ghế này nè, ngồi. Bây giờ mùa xuân rồi, mùa hè là sẽ có hoa, ngồi đây ngắm hoa mọi người. Và có cái phòng nhỏ nhỏ bên đây cho chị chơi, giống như là thành hai cái phòng vậy ha cô chú anh chị. Đó. Đây cái cây Kim mới mua về Kim để nè. Đây có một cái cây nữa nè, để trong nhà. Phía bên đây giống như cái cây cao vậy cô chú anh chị, đây nè. Ở bên đây có một cái cây nha đam nữa. Đó, dễ thương chưa, quá trời cây con luôn nè, mai mốt nó nhảy nhánh ra cái mình lấy là mình trồng nữa. Rồi đi chi. Hai cha con của Chi mới về tới, giờ chuẩn bị mình sẽ đi đi ăn mọi người, đi cà phê. Đi Chi, đi ăn tối. Let's go. Ở đó có nhiều sóc lắm cô chú anh chị. Cầm sóc. Kìa đằng kia có ba bốn con luôn kìa Chi, kìa Chi thấy không? Cầm sóc. Chút chút. Đi Chi. Come on, let's go, I wanna eat. Này, cảm ơn Chi. That's for you. Mom, you're baking it. No, no. Chi đi với ba đi, mẹ chụp hình cho. Bây giờ đang đi lên ăn này cô chú. Cái nhà hàng ở trên đây nè. Từ trong nhà mình ở trong đó đúng không? Là ngay cuối đường ở nhà của mình đó. Mà đi thẳng lên trên đây là tới cái nhà hàng nè. Mới hôm qua đi bộ nói với ba Chi là cái nhà hàng này ở gần kế nhà mình luôn mà mình chưa ăn bao giờ. Xong hôm nay ba Chi nói thôi đi lên đây ăn luôn đi. Đi ra đây mình ăn thử coi như thế nào hả mọi người. Ở bên đây có cái bàn pizza, có cái hai anh đang chơi nè. Chị thấy hai cái anh trai nó mắc cỡ rồi, nó ngồi e thẹn nè, cô chú chịu nổi không? Bả làm như bả lớn lắm, bả mới có 4 tuổi, bả làm như bả 15, 16 tuổi rồi đó. Nó e thẹn, bả thẹn thùng mà bả cúi cái mặt xuống cái bàn. Chị mắc cỡ hả? Gì? Mắc cỡ hả? Trời ơi, trời ơi. Ê là trời. Mới có 4 tuổi mà nhìn trai là mắc cỡ rồi kìa trai. Cái quán này cũng nhỏ hả cô chú? Cái cửa sổ nè cũng nhỏ mà ấm cúng kiểu như của người Anh luôn á mọi người. Có cái làm pizza, ở trong có cái quầy bar kìa. Ở đây cái không có nhiều món ăn cô chú, cái menu rất là ít luôn. Này Kim có món sườn nè, Chi ăn pizza. Pizza looks delicious. Ngon không Chi? Pizza nice. Hình như là nướng hơi khét rồi đó. Can I have a bite? Have a little bite. Single. Good, please, yeah. Garlic mushroom. Yeah, just on the corner there, please. Oh, that looks nice. Yeah. Thank you very much. Thanks. Excuse me, have you got some salt and vinegar, please? Ở đây có nấm nè mọi người, nấm sốt kem á. Ba Chi thì có hamburger thịt gà. Cheeseburger, chicken burger.
Đã ăn xong rồi cô chú anh chị. Bây giờ hai cha con đang chơi pizza nè. Pizza này mình phải bỏ một đồng vô đó rồi mới được chơi hả mọi người. Anh thấy màu trắng á con, cái màu trắng. Nhìn cái mặt có vẻ đảo này chưa? Ôi kìa, tươi rồi. Ôi. Đi về cô chú, hồi nãy giờ trời mưa nè. Ở trong quán đó cái món mà ăn tráng miệng này chỉ có cái gì ta? Chỉ có bánh phô mai thôi. Mà Chi thì Chi muốn ăn kem cô chú, bây giờ phải ghé tiệm mua kem cho Chi nữa. Đây, vô đây mua kem nè cô chú ơi. Trời mưa lạnh quá chừng mà Chi ăn kem hả? Hay là Chi ăn... Oh, you got that one. Oh, no, honey, that's very cold. Chi want chocolate. They're all cold. Yeah, but that's the ice. Nè, yeah. Why chocolate nè Chi? I have a tea soda. Huh? That one's like a fruity one. Jacob and Cameron like that one. I like that one. Nice. Let's see choice. That's what do you got? Want choice? I don't want any ice cream like that. Huh? I guess I don't want any ice cream. So what do you want then? It's too big and cold. What do you want? Too big and cold. You want something else now, I know. You want candy? Yeah. That's why. À, bây giờ vô đây rồi đổi ý thấy kẹo quá trời rồi. Cô chú ơi, đổi ý không ăn kem nữa vì chuẩn bị ăn kẹo. Cái này là cái tiệm tạp hóa ở đầu ngõ nhà mình nè cô chú anh chị. Nhà Kim á. Đây nè. Mới đầu đòi ăn kem xong rồi sau đó không ăn kem ăn kẹo rồi cuối cùng thấy cái trứng này mua luôn. Cái trứng ở trong đó là có đồ chơi đó cô chú anh chị. Giờ đi về thôi mọi người, giờ cũng 6 giờ mấy rồi đó. Bây giờ ở bên này 7 giờ mấy, gần 8 giờ trời mới tối cô chú anh chị. Về tới nhà này cô chú anh chị ơi, lạnh quá trời, buổi chiều lạnh. Cái cây nha đam này thích quá à, muốn nhìn hoài luôn á. Ở gần đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. 7. 7 cái cây con này với hai cái cây lớn nữa. Mai mốt nó nhảy nhánh ra, nó nhảy con ra dữ lắm, mình chiết nhánh. Hy vọng là nó sống ha cô chú anh chị. Chi với giờ nó mở đồ chơi nè, cô chú có gì đâu mẹ coi coi. Alien. Alien là cái gì? Alien. Look. À, giống như người ngoài hành tinh á. It's an alien. Rồi có cái này cái gì nữa? Sô-cô-la nè, cái trứng nè. Now look, this is the alien. Ừ. Cái ghế này bây giờ Kim sẽ nhờ ba Chi á. Lấy cái niệm lót cái ghế xuống. Mày mốt ngồi đây. Đây, cái niệm nó xuống tới rồi cô chú ơi. One second, baby. I'm just going to do this for mommy first. Is that the right way? Not the same, right? Of course it's the right way. You look at the shape. Đây có cái ghế niệm này cô chú. Yeah, one second, baby. One second. Cái này họ được có Kim mua ở trên mạng á. Kim cứ nghĩ là nó nhỏ không mà ai về mua về nó bự quá trời bự, nó chặt chỗ thấy ghê chưa? Nè. Mùa hè thì Kim mới ngồi, mùa đông thì hồi năm ngoái trước Giáng sinh là mình đem ra ngoài ra đó mình dẹp cô chú anh chị. Cái ghế ngồi muốn nửa cái nhà luôn nè mọi người. Hồi nãy Kim uống có một ly thôi đó mà cái mặt Kim đỏ nè. Kim mệt lắm, Kim đòi về sớm. Xong rồi nè cô chú anh chị. Nó. Có cái góc này để tự kỷ rồi đó mọi người. Kim đang làm cái bánh bông lan đó nè cô chú anh chị. Kim làm cái bánh này nè.
Làm giống hôm bữa Kim có làm rồi đó, làm bằng bột pha sẵn đó. Tại vì ngày mai là có cái tiệc đối diện với nhà Kim nè, tiệc Easter đó mọi người, cho mấy bạn nhỏ đó, nhà hàng xóm. Cho nên là Kim ngày mai Kim sẽ nấu món Việt Nam và làm bánh này đem qua bên đó ha mọi người. Mấy cái hột đều hồi nãy giờ Kim để vô nướng mà lo gọt trái cây nè cô chú. Xong rồi nó muốn khét luôn. Cái hột đều này mình mua siêu thị á, người ta chưa có nướng, hột đều sống á. Về xong rồi nướng lên ăn. Kim thích mua cái hạt đều mà sống á, về mình nướng lên ăn ngon hơn là mình mua cái hạt đều mà người ta đóng gói sẵn á mọi người. Người ta rang muối, rang gì đó. Nó có muối hay là nó có đường, nó ngọt gì đó thì Kim không thích. Ăn như vậy nè, cảm giác nó tươi mà nó ngon hơn mọi người. Xong rồi nè cô chú ơi. Giờ Kim sẽ sơm cái này nè. Xong rồi Kim chế cái nước sốt mà nước sốt chanh đó mọi người. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi xong rồi hả cô chú anh chị, để đây ngày mai mình sẽ đem đi qua bên kia ha.